hót trâu bé dây chim rừng ngờ. Ta hót đêm mơ thâu chim mơ bánh díu dít bên lầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gian đi. Lên trên bàn lắm quả nhiều hoa, chầu bà đốt đuốc vào ra sớm chiều. Chiếc thổ mấy nằm chiếu lưng đeo, ý à ơi à. Xin có lời với tất cả thanh đồng đạo quang và xin có lời với văn đàn tiếng hát tay quỳnh tay quế bên bên và có lời với tất cả ban dân bản hạc để xin họ Nguyễn vào xin sức ghế hầu thánh và A Di Đà Phật chúc cho bách gia trong họ tất cả đồng nhà nhà người muốn để lộc gần lộc xa và xin tài xin độc bình an hạnh phúc ạ. Xin A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hồi thật thật đứng để thoại cung cung. Trải mưa thui, dài dầu sương tiếp đầy non xanh bóng huyền đi hát yêu thoải thoải thơ nàng nàng nghe sơ mưa chiều tiếng chi khắc khắc khó dòng nhạc khai quang thơ thơ vì diệu quang minh chiếc chiếc đàn duyên nhà a tí đang đang cung cung sàng đi cung cung hòa thật cất cất thánh chú thiên chú hương chân chiều nghe văn gõ buốt buốt thật thật đài uy linh tóc dài yên yên cất cất đài đức cầu cầu hải rút rút cho có lệnh lệnh truyền xa thành xa hồi đức công đệ nhị hải biêu mô thật thật đoan yêu yêu buốt buốt về cho tới chỉ là lặng lẽ sống sống chiến kề cờ Phật sống sống đức công đệ nhị ngày thật thật đông đông quả cài thăng xa đời cho cho thi bỏ mang nam hải đức công đệ tam ngày sống soi kêu chi thiên nhiên vô đề nhất nhất đi tức tức bạc hương này là đất đất này chớm mọi người thành ra nhất trí thuần thuần đồng đồng đôi cô đôi cô nhất trí thuần thuần đồng đồng này lắm đây cầu nào buồn buồn rất rất này phố 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 thầy
công nhân hay qua thời kỳ diệu vương vô chứng đàn sinh nhã đi đang cùng giả kim phụng hòa thần vân thanh chu thiên trung vương văn sứ dựng lên thương lại văn sứ dựng lên vương cô hạ bút ngài châu biên rõ ràng thì cho ý tự trả sinh đề đi lần lần chúng sinh cố ngã kim linh lễ khai hoàng thập kỳ diệu vương vô chứng đàn diệt diệt phai quang sắc nhãn thập ba diệu phai quang chiếu ma văn nghi ngã tế tăng cùng sự kim kim hoàng lần lần thanh chúa thiên thiên vương sau ngày chiều định
kiên vị phụ nhân thái sư người bè tâu đơn đi trời hề dân này cô thank you.
dương già tốt tươi, chú bà dạo chơi non nước đồi đời. Kim Kim Hoàng lân cận Thánh Chúa Thiên Trung Vương. Xuân sắc tốt tươi dương dài lên trên ngàn năm quả nhiều hoài, đi lên trên ngàn năm quả nhiều trước cộng đồng điện học hiện trang nghe trời trời thành đang trước cộng đồng đánh đạo bờ gương mày tay chú đang múa lân vàng khúc nhạc xây ngoài tay đang múa lân vàng khúc nhạc xây ngoài tay chú đang múa lân vàng khúc nhạc xây ngoài sơn trang đôi linh ai hài hoa chú sao trời tập tới chỉ coi như lo nhạc rừng cất tiếng ca vàng lập tài chú mới mang ra bất vương hội họp để ra bao đồng cho lắm về đây càng nhiều, bán cho dài nhật ra nhiều, bao đồng cho nhiều hiếm lắm mỗi năm xưa, thành đồng còn đang khói phục thờ, 30 mùng 1 10 từ hôm rằm, 30 mùng 1 thầy nghe bạn
chú xá ngự cảnh thay nhiệm màu đẹp nhà thứ mi thay kính quỳ tấu
rơi vầng nguyệt soi sáng rọi lam minh đền thờ phong nguyệt vô biên. Xin niềm đam mê nhờ xưa tích cũ chốn làng châu thủy tù sớt na tính đông đông cuộc tiên chú xa sinh. Ngày lại tiến lên
ngân thoi núi bạc vàng tiên dân này dần cơm làm gạo lốt thêm lần à. Miền xào màn cháo dưới trương
chuông giáng trần thoang thoảng mùi hương hồng hào sang khắp bốn phương. Chúa ai đường xanh tay hàng trải chút đêm ngày dược dục ví so bằng vàng ngọc bầu da nhơn định nghe bắt đầu ngân hà. Dạng thanh tân dịu dàng cách điệu đoạn phù dung dương mê nhận nhớ mẹ nào mà chẳng sai đâu. Xin lên hoàng cả hoàng đô, hoàng bơ hoàng bảy
bảy chính quan hoàng mười dầu chỉ lên cô nhất thượng thiên
cũng điên nên đàn giấc ngư hoài. Đền thờ chú đẹp ám mi thanh cảnh vắng thu hiểu tình kẻ vật là xanh sao lòng chảnh họ đâu trầu vào ý. Trong tay ma lừa đến ma sợ tình hiện ra người đi đến cung đường non dầu áo trắng hài cườm ý nghĩ. Thành đồng con nhang khói phục ba mươi mùng một.
mười tư hôm rằm ba mươi mùng một. Lòng trai trai nghi hồ đông nước sâu và có cây cầu thôi
sợ tí hiền dáng người mỹ nữ cung nương nón dâu áo trắng hài đường tí phương lại về gọi phụ xe trả tiền bằng giấy biên chú bà tay vai miệng kêu chú mặc người mặc họ lân là thánh gia giao y sát quỷ trừ hình tài quan đệ nhất chóc bà chuyện trời đất này mưa xa chớp mi rồi nổi cơn nghỉ rộng mình cây gối đỏ sông chúa thiên trùng vương và
văn sứ dựng lên đương lai, văn sứ dựng lên trình quan đệ nhất ngài châu biên rõ ràng thì cho nhị đức tràng sinh ngày. Kim đỉnh đỉnh sóng nhan thật cờ diều, hai quan chiêu tự trung nghị. Còn lần cứu thế độ nhân này, sắc ban phong ngày thượng đẳng tôi lịch thật khắp hòa trung nam bắc muôn dân này đảo cầu. Xưa
cái thế xương cõi trần kim thế độ dân khâm minh thừa đế lệnh xưa lạnh điều hành quan đề nhiệt chức dạy tiên cung mình chức đại thần giá võ đang vần ni có phen nè giá võ đang nghe vần ni tam môn ni công ni xa gần này đều đến làm tôi nghi ngờ
chuyên văn linh quan đông lấn về chuyên văn ca quan đã cương hiếu đổi liệu ban đáo đền lệnh chuyên văn võ đôi hàng hai quan sóc nhan thập ngờ diệu hai quan chiếu đàn xuyên ngã tích tăng cung sợ kim thùng mọt lân cận thanh chu thiên trùng vương văn số dâng lên thương lại văn số dâng lên trình quan giám sát ngài châu biên rõ ràng phi cho nhị tự tràng sinh trên cành
Sơn Trang giám sát chiến quỳnh ngài về ba. Thơ Lý Bạch này, thơ Lý Bạch ở biên nai giám ký, rượu liễu ly điều quý coi chi. Mùa xuân sang ngắm hoa cúc hoa quỳnh, hoa lan hoa huệ tứ kỳ đồ bách hoa. Phật Như Lai pháp kinh tam tạng, hiền công tu sáng dài như gương. Ba ngàn thế giới tựa đường, chậm lất bé khó tìm được ngã lánh xa. Vượt báo phiên này, vượt báo phiên cùng thuyền bát nhã ai. Vượt sông đi mở sang tới nơi, năn điên ngành Phật bầu trời. Tây phương thế giới non về là biên tu. Đạo Bồ Đề công phu tu tập, bát nhà ba lai mật nề tâm kinh ngay. Xa phây như bóng theo hình, nhân quả bao ứng thực định là khó sai. Nổi thành vân cao tít bờ sai, đồi ngang phố cát bờ sai. Sớm nghe tiếng hạc chiều tài tiếng ru, vang tiếng sấm bốn phương sông động. Cửa thiên môn lồng lồng uy quang ngay, đức ông chính ngự ngay vàng. Kim chi tam giới ngọc hoàng sắc phong, ban nhiều vị quần công giám sát ni. Nguyện quản cai phố cát đồi ngang, uy danh lừng lẫy ra san. Tôn quan đệ những vẻ vang thay là, suy gieo rắt nhạc hòa dịu dặt. Chim gọi bầy diêu rít non xanh mây, vắng nghe thác rồi đầu ngành. Nhát trông chim mén như một mình lượn quanh. Gõ cửa thiền ni, gõ cửa thiền non xanh bát ngát ni. Nén nhang thơm ngào ngạt bốn phương, giới hương cùng với định hương. Tuệ hương bức hạnh cũng giảng kinh dân. Thành gia hồi cùng thái tử đệ tam minh phong tôn thần. Qua lần thái tử đệ tam minh phương phi diệt màu ôn lông nhạt khác thường. Dương lịch nghỉ bốn phương
nhật khi tuần thu sông thường trở về tình hương mắc ngưng đọc ra sông đục đục đầu.
sơn xuyên này dọc tung hà hải trùng linh thoải quốc đốc đình xưng ngài tôn hiệu quan lúc đề tam hoàng quan tam phủ dài như không ra tay cứu nước trừ để tam hài đích chung muốn ngày 24 tháng 6 hàng tuần hòa chung nam bắc muôn dân con đảo cầu quốc sử vân vân con kinh quan đề tam hài bàn phép ai bị lịch quyền vũ bắt hải hải thống chí các toài chơi bời
cân đài áo cũ vào tôi mắt năm ba con đầu đỉnh theo hầu vào tổ vương phúc già chồng đức mẫu vương này chúng cầm cảnh ngay chúng cầm cảnh ca chiêng vang anh ngồi lốt xanh vàng chim nổi sư mà nghe đình thật văn văn võ ba quan ninh sai lên đò dựng đức đề tam đề chồng chẳng sẵn thêm gian cũng một tay lần thai tử đệ tam minh yêu sinh cũng lắm ngày giải quan hương nhiều trước điện ngọc cương bay trầm xạ thân gia hồi cung điện bàn loan linh thịt bài của lần đệ tử một con trời cao ngự toàn biết cung ơi trời trói vui phong sắc rồng vàng trời trói vui phong quyền quang đệ tử thì diệu quan về chân sơ văn đài đôi chữ trần sinh đi cho đôi chữ trần sinh chữ phú chữ quý khang linh thọ chữ đi cho dũng bách đôi đường đời
lần này. Ngoài phương mai trên trời dưới đất quan lớn thông bài chi đạo Phật truyền xa nhịp cầu ôi bằng bắp gần hà liệt hà tinh tú bày ra ngày trời kiểu diêu ngồi cục ngày đại cát nơi bế kinh thành ra hồi cung đền đình sang chính quán quê nhà danh lam cổ tích nghe quan tuân đức hòa vui ngào sáng đài đào lan quê huệ xu vầy đẹp bài xuân căng trên phân ca qua đã văn nhiều võ ai đều ban đạo đền lấy truyền văn võ đôi hàng khai quan sắc nhan thật và siêu khai quan chiếu tự trung nghe ngã tích tăng tôn sợ kim kim hoàng lân cận thanh chúa thiên trung vương văn số dựng lên thương lại văn số dựng lên quan tuần tấu đối ngài châu biên rõ ràng thì cho ý tự tràng sinh kỳ diệu quan về
chức đàn dư ngã đức đăng cũng giả kim phụng hoàng thần tất thánh chúa thiên trung vương ca lăng đàn giả đề bi lăng đất chúng sinh cố ngã tìm định lễ khai hoàng thập kỳ diệu hoàn thể chức đàn duyên này cho bốn mùa xuân hạ thu đông đi mùa xuân cầu lộc thu đông cầu tài hạ về tông anh trừ tai
quan lớn mở đường này cho dân an. Dân an quốc thành, giúp cơ đòi vạn đại cao sâu. Kéo xưa đích đích cổ con lân đoàn hài chắc giang nghe bầu kim mờ đinh đinh say
quân cháy về đông. Chúng con đi nhớ người trang sinh lập lên công ngàn năm ghi nhớ quan lớn tuần người tài giảm cho đái tội chuồng công nào đâu nên cày cũng thông ai được giảm bác phương này giảm bác phương bùa là dụng chú khiến đất trời không vững đào điên sương tàn gió lộng triền biệt lòng quần nao núng chỉ hiểm đất ca lũ nịnh thần lũ nịnh thần quan than phản nghịch tấu lợi rằng chúng tấu lợi rằng ta đích mua đích mua không xét ngay gian tự thông với giặc đổi quan động trời vâng nhật luôn đi vâng nhật luôn sáng soi khúc trước anh nguyện bình gió đẹp tháng ngày hoan có thể giải bay sự tình nào thấu đất xây trời cao quan hoan vì
đạp phụ bội rời là tốt dụng. Hỏi trăng đi hỏi gió hỏi chơi, hỏi giặc nguyệt lão chiêu người cớ vì đâu. Tốt vì đâu hạ hại phúc ba. Có cây ơi thấu hiểu cho lòng tai sơn cùng thì biết biết xương xa lạnh lùng. Trông thấy cảnh, trông thấy cảnh mà lòng đau như cát nợ trần hoàn. Sân hoàn quyết trả cho xong. Lòng riêng không thét với lòng, vượt dây ngoan điệt để cho xong tối đời. Vì cô quanh, vì cô quanh ai tìm nhà hương phúc. Bởi thương người, bởi thương người trong lúc lạnh thân. Tháng ai vừa biết xuống bên niên thì lòng ông lắm bốc thật niềm ngay. Giấc mộng định, giấc mộng định mới hay xưa là anh đôi bạch xà. Đôi bạch xà tiếng nghe đôi bên đây. Sự xanh này vẫn còn chiên. Bạch xà đại đứng kề bên biển dòng nghề. Nghe thì con dân bài vẫn tấu. Cùng thịnh mời con lân đệ đủ toàn tranh ngay. Sang đi được quê nhà dấu thiên nghi để ngã ba sông kỳ cùng. Cứ điên điên đính sang là trốn đi đất hải dương quê quán quan sinh tài. Quan lâm bất ngài nổi tiếng không hay, làm tôi nổi nước đại đại kêu muôn dân. Đạo hóa sinh đi, đạo hóa sinh hai lần là hiền thanh. Phú An Dương Vương dẹp giặc triều đại, bên sông tranh khúc khải hoàn ca, kỳ cùng thanh đích ba tòa định Lạng Sơn. Bỗng một trận cơn mưa rông chớp giật, quỷ cung đà đều khiếp sợ ưu dài. Hỏi ra ngỡ biết sự định thành ra hồi cung động định phò vương sai bát hài động định tương quan đệ thất ni bài anh linh khác thường. Trấn Nam Thiền nay hải hà chúng mê đủ nghịch nổi dấu thiêng về phủ hình thái linh phò vũ trai bát hải độc định tôn
ni quan đệ thật là anh linh khác thường văn võ ai quan
suốt đêm mai ngày châu chọc mùa xa sắc phong ngày quân lân hiền thanh quốc gia cầm bà quyền chữ ta sloan thánh gia